Yo, chào mừng anh em đã trở lại với Top Manga. Ở phần trước thì chúng ta đã cùng review 5 chapter đầu tiên của Boruto to Blue Vortex. Một phần cực kỳ hay, không còn là những pha dùng công cụ thi triển nhẫn thuật hay bật mấy con mắt ảo lòi rồi spam chiêu thức. Giờ chúng ta đã có những pha đúng nghĩa combat, cực kỳ đậm chất Naruto cậu con bô nổ giờ đã biết thể thuật, biết kết hợp những thuật bình thường như phi lôi hay là thế thần để đánh nhau, xem cực kỳ đã. Cho nên hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục gửi đến anh em 5 chap tiếp theo. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video Boruto to Blue Vortex chap 6 đến 10, Kurama sống lại, Himawari trở thành Jinchu Uriki Mở đầu chương 6, sau cuộc tấn công của đê, đệ bát Shikamaru phải đến trình báo cho các bô lão ở làng. Sau khi nghe lén được câu chuyện mà Amado kể, dường như Shika cũng lờ mờ đoán được toàn bộ đã dính ảo thuật của ai đó, cho nên đứng trước các vị trưởng bối, đệ bát có ý bao che cho thằng cháu Bono. Anh cho rằng họ không thể phủ nhận công lao của thanh niên vì đã cứu làng khỏi lũ chảo cấu. Tuy nhiên, mấy lão kia vẫn nhắc nhở Shika phải mau chóng bắt và thi hành án tử cho Boruto. Sau đó, ta cũng biết rằng Shika mang danh đệ bát nhưng vẫn chưa nhậm chức chính thức anh đã xin phép được làm hokage tạm quyền vì có lòng tin Naruto chưa chết. Sau khi về văn phòng, Shika bảo Ino mang vào một tài liệu nhưng anh không nói gì thêm và cô ấy cứ thế rời đi. Nhận thấy điều bất thường từ thằng bạn, Ino dùng thần giao cách cảm hỏi Shika có chuyện gì. Anh nói bản thân đoán trước Ino sẽ dùng thần giao. Anh cố ý làm vậy để không ai nghe lén. Anh có một kế hoạch và cần Ino hỗ trợ. Dù lưỡng lự nhưng cô vẫn tin là thằng bạn IQ 200 của mình. Nơi khác, Kawaki đang nói chuyện với Ada. Cô nói việc thập vĩ có ý thức riêng, cô ấy cũng hoàn toàn không đoán được. Nhưng Kawaki hỏi tiếp, thằng cô đây đâu mà để thập vĩ phát triển đến mức đó? Ada đáp rằng, cô đây giờ đã quá ao mê ta rồi, hắn không đủ sức làm gì ngoài bỏ chạy. À thật ra lúc này có hai người ao mê ta lận anh em ạ. Ngoài cô đây thì Kawaki cũng không kém khi tới giờ vẫn chỉ biết dùng ấn Kama bam chiêu thức. Aida nói thêm thập vị sẽ nhắm tới Naruto và cả cô ấy. Khi Kawa bỏ ra ngoài, hắn gặp Mitsuki đang đứng ngoài cửa. Anh tóc xanh thì lo cho người bạn, còn tên Kawa này lại chả mấy quan tâm. Đột nhiên cả hai nhận ra Boruto có mặt ở làng. Lúc này, Boruto đang nói chuyện với hai cô nàng. Anh nói về tình trạng của Papasuke, đồng thời giải thích việc thập vĩ phát triển theo chiều hướng không thể ngờ tới và hình thành ý thức riêng. Trong khi mãi nói chuyện với gái, anh bố không hề hay biết là Michiki đã liên hệ với Shikamaru chuẩn bị đến bắt mình. Hóa ra sau khi phát hiện bố nổ, Michiki đã cho rắn cắn ngất Kawaki. Làm mạnh dữ chưa? Bị đánh lén quá dễ. Khứ này Ameta thật anh em ạ. Shikamaru cũng chấp nhận cho Mitsuki đi truy bắt Bono. Trở lại với Boruto, cậu nói nguyên nhân thập vĩ phát triển như vậy là do ảnh hưởng của Kode. Tên này có sở hữu một ấn Kamat đặc biệt có màu trắng. Đang nói thì bất ngờ Shika nói chuyện qua thần giao cách cảm với Bono. Shika nhắc nhở là Boruto phải rời đi ngay vì có người sắp đến. Chưa nói xong thì một con rắn đã bắt lấy Boruto với tốc độ phản xạ cực nhanh. bôn ném một thanh niên ra xa rồi dùng phi lôi thần thuật dịch chuyển đến đó. Mitsuki lúc này bật sẵn hiền nhân thuật chuẩn bị trách va thằng bạn cũ. Một đàn rắn lập tức tấn công, nhưng Boruto dùng tử lôi để chống đỡ. Không ngừng lại, Mitsuki triệu hồi thêm rắn khổng lồ bô nổ nhanh chóng nhảy lên cao để né đòn. Khả năng đây là kỹ thuật bí trọng nham thuật của làng đá. Vì bô đang không dùng sức mạnh Okochinki nhưng cậu vẫn lơ lửng được. Lập tức quay xe, bô bỏ đi không muốn đánh nhau với bạn cũ. Đồng thời cậu tiếp tục nói chuyện với Shikamaru để bắt hỏi có phải điều gì đó đã xảy ra. Vì nếu đổi thân phận Buruto và Kawaki thì mọi bí ẩn đều được giải đáp. Có phải ai đó dùng ảo thuật hoán đổi thân phận giữa họ? Ino nghe thấy thì cũng toát mồ hôi vì sự thật kinh hoàng khi Boruto đáp xuống đất định tập trung nói chuyện. Đột nhiên một con rắn xuất hiện trong áo của cậu, Mitsuki cũng xuất hiện ngay sau đó, hai bên lập tức đụng độ. Mitsuki lúc này vẫn nghĩ Kawaki là mặt trời soi sáng cho cậu ta, lập tức thanh niên rắn lao lên, Bô vẫn bình tĩnh ném Suriken vào đối thủ. Ba con rắn khổng lồ lập tức xuất hiện và đánh bật tất cả. đứng trước những đòn tấn công như vũ bão, lần nữa Boruto dùng phi lôi dịch chuyển để những phi tiêu lúc nãy. Boruto và Mitsuki lúc này nói chuyện, thanh niên rắn xác nhận. Bô hiện tại mạnh hơn Kawaki rất nhiều. Vì lẽ đó mà cậu lo lắng Bô nổ về ám sát Kawaki. Đó là lý do mà Michiki xuất hiện đánh chặn ở đây. Nói xong, Michiki dùng rắn phân thân và cày nát cả một diện tích lớn. Dù bị tấn công dồn dập, Bô nổ vẫn tự tin khoe cá tính. Cậu bọc lôi độn vào kiếm và thực hiện một pha chém cực gắt, tiêu diệt toàn bộ phân thân của Michiki. Bất ngờ trước sức mạnh của Boy đầu vàng, Michiki quyết định dùng lôi xà tấn công đáp trả. Bô nổ dùng tấn lôi tử, hai đòn va chạm tạo nên vụ nổ cực kỳ lớn. Nhân lúc khói dày đặc bô nhanh chóng xuất hiện cây hàng nóng vào cổ của Michiki. Trận chiến ngã ngũ, bố bắt đầu thông não thằng bạn cũ. Anh cho rằng Mitsuki lẽ nào không nhận ra mặt trời Kawaki dạo này hơi lạ hay sao? Dù đã lung lay like, nhưng Mitsuki vẫn cứng miệng cho rằng bố chỉ là một kẻ bị truy nã thì biết gì mà nói. Bô nổ nói với người bạn của mình rằng anh mới là mặt trời sẽ soi sáng cho cuộc đời của Mitsuki, không ai có thể thay thế được. Quá sốc, Mitsuki dùng rắn bắt lấy Bô nổ, nhưng bố cho rằng Mitsuki nên cảm nhận được ai mới là mặt trời của cậu. Nhận thấy hàng rêu trước mặt, thanh niên rắn đã thả Boruto và không còn tấn công nữa. Boruto nói sẽ không tiêu diệt qua bây giờ nhưng sớm muộn giữa họ cũng phải có kèo solo giải quyết với nhau. Đồng thời bố nói về việc vợ chồng đệ thất vẫn còn sống, điều này khiến tất cả bất ngờ. Shikamaru nghe xong lập tức nói Bo hãy đi tìm nơi an toàn nói chuyện. Trở về làng, Kawa đã tỉnh lại. Ngay sau đó, Bô và đệ bát đã trao đổi với nhau. Anh tóc vàng giải thích về thần thuật. Trước đây, Sarada và Sumire đã giải thích nhiều lần cho Shika, nhưng thần thuật lại khiến đệ bát dần quên đi. Việc anh vốn dĩ đã nghi ngờ. Cho nên, việc cần làm là Shika chỉ cần nhớ Bô cùng Kawa đã bị hoán đổi thân phận. Chỉ thế thôi, và đừng suy nghĩ về logic nếu không đệ bát sẽ tiếp tục bị xóa đi nhận thức về vụ này. Bô cũng nói Naruto hiện bị Kawa nhốt, nhưng Bô chỉ muốn đấm cho qua tỉnh ra, rồi cả hai sẽ tiếp tục làm anh em. Shika hiểu, nhưng hiện tại họ phải tạm gán cái danh truy nã cho Boruto. Tại căn cứ thập vĩ, jura đang đọc rất nhiều sách, nhưng chúng dường như không đủ với tên não to này. Hắn quyết định sẽ ra ngoài săn mồi, đó là săn Naruto. Lúc này, Ada nhận ra Boruto thật sự quá là ngầu. Cùng lúc đó, Kawaki ra lệnh cho cô phải theo dõi tung tích của Mitsuki nhằm lần ra dấu vết của Boruto. Nhưng Ada lại chần chừ và muốn chờ đợi thêm một chút nữa. Delta phản nàn về thái độ lạnh nhạt của Kawaki đối với Ada. Sau đó, Ada xác định vị trí của Boruto ở khu rừng phía nam, cách đó vài chục km. Và cả nhóm lập tức đi theo dấu vết Trước khi đi, Delta đe dọa sẽ hạ sát Kawaki nếu Ada tràn người anh ta. Kawaki nghe xong thì liền nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời họ. Nơi khác, Shikamaru và Boruto thảo luận về việc thần thụ đã thức tỉnh. Nếu Boruto hoặc Kawaki bị nó hấp thụ, thì khi đó trái chakra sẽ hoàn thiện, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Họ đề cập đến việc Mogi và nhiều người khác đã bị thần thụ nuốt chửng. Boruto nói rằng họ còn sống nhưng lượng chakra của họ đang bị thần thụ khai thác nhưng cậu không rõ mục đích sau cùng của việc này là gì đang nói thì kawaki báo cáo với shikamaru về việc ada đã xác định được vị trí của boruto delta sẽ tấn công từ trên không còn anh sẽ đánh từ phía sau bố nghe xong thì đánh bài chuồn ngay delta cho rằng boruto đã cảm nhận được kama của kawaki nhưng kawaki phản bác boruto đã biến mất trước khi cảm nhận được cậu ở làng michiki hỏi liệu kawaki có tức giận không nhưng ada cho rằng kawaki chỉ đang tìm boruto Michiki cho rằng đối với Kawaki, tức giận với anh ta sẽ là một sự lãng phí thời gian. Damon cũng bày tỏ sự ngạc nhiên với những gì Michiki nói. Michiki cũng chia sẻ với Ada về quan điểm của mình và những khám phá về cảm xúc. Cậu thú nhận rằng trước đây cậu không hiểu rõ tình yêu là gì cho đến khi gặp cô. Đối với cậu, tìm kiếm tình yêu đã từng là một cuộc phiêu lưu vô ích và cậu có cảm giác rằng Ada đang có ý định quyến rũ mình. Mitsuki giải thích, cậu là một con người nhân tạo, cậu không hiểu bản thân và luôn dựa vào Boruto như mặt trời soi sáng cho đến gần đây. Mitsuki đã nhận ra nếu không tự tìm ra bản thân, cậu sẽ dần mất đi những thứ quý giá nhất. Ada hỏi liệu Boruto có khiến Mitsuki nhận ra điều này hay không? Mitsuki nói cậu và Ada có điểm tương đồng bởi cả Ada cũng không hiểu lý do vì sao lại yêu say đám Kawaki. Ada nghe thế thì muốn có dịp tâm tình trò chuyện thoải mái với Boruto, người từng tự xưng là mặt trời, soi sáng Mitsuki Nơi khác, Jura và Hidari đã tiến đến làng lá. Đội giám sát lập tức nhận ra và bao vây họ. Shika ngay lập tức ra lệnh sơ tán người dân, nhưng nhanh như cắt, đám thập vị đã giải quyết hết ninja bảo vệ làng kawaki bất ngờ xuất hiện tung một đá vào hidari delta cũng đến ngay sau đó không quá khó khăn jura đã khống chế được thằng đần kawaki nhưng thanh niên kịp sử dụng sukuna hikona để đáp trả và thoát được sự khống chế kawaki cố gắng tấn công nhưng mọi đòn đều bị jura bắt bài quá dễ dàng hắn tung ra một cú đấm cực mạnh khiến cậu văng ra xa kawaki chính thức bị củ hành và không thể đánh tiếp jura xác nhận hắn cũng là Jinchuuriki nên cũng cảm nhận được có một người như vậy gần đây ngay lúc ấy, các shinobi trẻ đang tức tốc chạy đến chỗ cuộc tấn công. Và điều bất ngờ là người Jura cảm nhận được không phải Naruto, thay vào đó là con gái anh, Himawari. Không lâu sau, đội 10 đã phải đối mặt với hai tên cực mạnh. Shinkadai hiểu họ đánh không lại nên cậu cố gắng câu kéo thời gian, nhưng Jura nói hắn không có hứng thú đánh với họ mà chỉ muốn bắt Himawari. Jura sử dụng mộc độn để tấn công nhằm bắt giữ Hima điều đặc biệt ở đây là hắn chỉ dùng mắt của mình mà không hề sử dụng tay để kết ấn thế vậy shikadai và inojin liền tấn công để giải cứu Himawari. cô bé bị cái cây bắt giữ nhưng mọi người đều cố hết sức dùng mọi tuyệt kỹ hỗ trợ may mắn sau nhiều nỗ lực họ đã thành công cứu được hima shikamaru từ xa khuyên cả đội hãy cố gắng trụ vững vì hai tên kia sẽ không để họ được thoát dễ dàng hơn nữa lực lượng hỗ trợ cũng đang trên đường tới ở nơi khác amado đang cố gọi thanh niên kawa tỉnh dậy tên này quá phê anh em ạ còn ở chỗ bô nổ, cô Di nói với cậu rằng đám Juda đã bắt đầu hành động. Ta thấy bố lúc này đang ôm cánh tay của mình, dường như cậu sắp dùng ấn Kama. Sika cũng liên lạc và báo tin Himawari gặp nguy hiểm. Bố nghe thấy thì lập tức đi cứu cô em gái. Trong khi ấy, Shikamaru đang suy nghĩ tại sao kẻ thù lại quan tâm đến Himawari mà không phải là người khác. Ở chiến trường, Jura không muốn lãng phí thêm thời gian nữa nên hắn quyết định sẽ giải quyết sự việc một cách nhanh, gọn, lẹ. Còn Kawaki đã tỉnh táo nhờ vào sự giúp đỡ của Amado. Delta nói cho kẻ thù đã tha mạng cho họ. Trong giây lát, Kawaki cảm nhận được ai đó đang đến và đó là Boruto. Kawaki lập tức lao đến và thay vì lo hỗ trợ làng lá, thanh niên lại gạ kéo Bono rồi bản thân yếu như sên. Kawa dùng hắc côn tấn công nhưng bô nổ né cái nhẹ nó khiến thanh niên kia bất ngờ hắn tiếp tục spam hắc côn như một thằng đần chả làm được cái tê gì thì bô đã cho một đấm vào bụng kawaki văng ra xa và biết bản thân gà mở cỡ nào nhưng hắn không bỏ cuộc kawa bật luôn kama lên nhưng nó cộng hưởng khiến cho kama của bô cũng bật theo lo lắng điều gì đó bô lập tức đánh bài chuồn quay trở lại cuộc chạm trán giữa đội 10 và zura inojin đã cứu himawari shinkadai thì cầm chân zura bằng thuật bắt bóng Sinkadai nói với Zura, muốn bắt được Hima thì phải đánh bại được bọn họ. Zura nghe vậy liền chuẩn bị tung ra một quả bom vĩ thú bằng mắt của mình. cho, cho thấy vậy liền lao vào để ngăn Zura, nhưng tất cả đã quá muộn. Một vụ nổ kinh hoàng nhưng may mắn là đội 10 vẫn chạy được khỏi đòn đó. Sarada và Sumire đang chạy như bay đến, còn đội 1 thì đã đưa Hima bỏ chạy. Bất ngờ, Himawari được đưa vào tâm thức. Tại đây, Baby Kurama bất ngờ xuất hiện. Đến cả Himawari cũng không biết là cái quái gì xảy ra. Trở lại làng lá, Shikamaru đang cho mọi người biết thông tin rằng đội 10 mất tích và Zuda đang truy đuổi Himawari. Nhưng anh không biết lý do tại sao hắn lại làm như vậy. Về mặt của Boruto lúc ấy khá lo lắng. Shikamaru ra lệnh cho Kawaki ngay lập tức tới hiện trường để tìm kiếm Himawari cùng lúc đó Hidari và Zura đã chạm mặt với các ninja làng lá. Zura liền bay lên không trung và để Hidari một mình giải quyết. Konohamaru hỏi Hidari lý do tại sao chúng lại truy sát Himawari. Đồng thời anh cảm nhận được Chakra của tên này trùng hợp với Sasuke. Sarada và Sumire bỗng nhiên xuất hiện. Và đó cũng là lúc mà Sarada lần đầu tiên chạm mặt với Hidari, bản sao của cha cô ấy. Cả hai lập tức lao vào đánh nhau cho nóng. Chidori được thi triển. Quá ảo ma, Sarada lách nhẹ thành công, đả thương Hidari. Này chắc Kakashi dạy rồi anh em bởi cách phản xạ xuất thần này, hiện tại chỉ có thầy 6 là dạy được cho Sarada Bởi ở làng hiện không ai đạt được đến cấp độ đấy Lúc này, Sarada cảm thấy bất ngờ vì Hidari cũng có thể sử dụng Chidori Trở lại cùng nói chuyện với Himawari và tiểu Kurama Kurama giải thích với cô nhóc rằng họ bây giờ sẽ là một Trong khi ở một thế giới khác thì bên ngoài, cả đội 10 đang hoảng loạn Vì nhận thấy Himawari đã rơi vào trạng thái vô ý thức Zora cũng sắp đuổi kịp họ. Kurama nói rằng ánh sáng của cuộc đời nó đã tắt và Himawari thắc mắc điều gì đang xảy ra. Cửu vĩ giải thích trong quá khứ nó đã ở cùng Naruto và dù nó có chết đi, linh hồn của nó cũng sẽ được tái sinh và quay trở lại. Himawari được sinh ra với một phần chakra của Kurama, cho nên giờ cô bé chính là một Jinchuriki. Nói xong, một lần nữa, Kurama hỏi rằng sức mạnh của nó có được sử dụng một cách hữu ích hay không thì tất cả phụ thuộc vào Himawari. Cô bé có sức mạnh vượt trội so với các người tiền nhiệm. Cùng với sức mạnh của nó thì Himawari có thể mạnh mẽ hơn cả Naruto. Ngay xong thấy mình quá bá, Hima lao lên tấn công nhưng Jura đỡ cái nhẹ. Hắn nắm chân cô bé quật xuống đất. Đồng đội hỗ trợ nhưng Jura không xin nhê gì. Hắn đã Inojin ra xa. Bất ngờ Hima tức giận và chuyển đổi sang trạng thái cửu vĩ hình khiến tất cả mọi người ở đó phải kinh ngạc. Trên đây là review tập 6 đến 10 của Boruto. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. À đừng quên đăng ký kênh nhé. Bye bye.